Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Em xin tự giới thiệu, em tên là Toyota. Hiện nay đang là chuyên gia tư vấn bán hàng và đào tạo sản phẩm tại Toyota Phú Mỹ Hưng. Thì ngày hôm nay em Tô xin phép được giới thiệu đến quý anh chị khách hàng một sản phẩm vừa mới được ra mắt tại Toyota Phú Mỹ Hưng. Chính xác hơn đó là sản phẩm vừa mới được nâng cấp chiếc Toyota Fortuner phiên bản mới, phiên bản 2021. Thì như quý anh chị khách hàng biết đó là Toyota Việt Nam vừa mới ra mắt giải sản phẩm Toyota Fortuner, chiếc SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Với cái đợt nâng cấp vừa rồi thì Toyota Fortuner vừa nâng cấp rất là nhiều tính năng. Ngoài ra thì cũng được điều chỉnh giá giảm, vì vậy là chúng ta sẽ có những chiếc xe có mức độ hấp dẫn tốt hơn những phiên bản trước, vừa được nâng cấp rất nhiều tính năng, vừa lại được giảm giá. Và đặc biệt, Toyota Việt Nam bây giờ tung ra đến 7 sự lựa chọn về các giải sản phẩm khác nhau để giúp cho anh chị có sự lựa chọn dễ dàng hơn, cho phục vụ cho từng nhu cầu, rất là dễ lựa chọn, phù hợp với từng nhu cầu của từng khách hàng. Sau đây thì em xin phép được giới thiệu ra qua về 7 phiên bản cũng như là giá bán cụ thể của từng phiên bản Fortuner trong đợt nâng cấp vừa rồi. Đầu tiên đó là phiên bản xe máy dầu số sàn, động cơ 2.4 và có mức giá được điều chỉnh từ 1.033.000.000 giảm xuống còn 995.000.000. Như vậy là chúng ta có mức giảm là 38.000.000 đồng. Rồi, như phiên bản tiếp theo mà anh chị thấy đây, đó chính là Toyota Fortuner máy dầu số tự động 1 cầu, động cơ 2.4 lít. Đây là theo Tô sẽ dự đoán là chiếc xe sẽ bán chạy nhất trong các giải phân khúc của Fortuner. Chiếc xe máy dầu 1 cầu số tự động này có mức giá được điều chỉnh từ 1.096.000.000 xuống còn 1.080.000.000. Như vậy là chúng ta được điều chỉnh giảm 16.000.000 đồng. Tương tự như vậy thì phiên bản máy xăng 1 cầu cũng được điều chỉnh giá từ 1.150.000.000 xuống còn 1.130.000.000, giảm 20.000.000. Ngoài ra là hai phiên bản máy xăng 2 cầu thì được điều chỉnh giá từ 1.236.000.000 xuống còn 1.230.000.000. Riêng phiên bản máy dầu 2 cầu phiên bản thường thì được điều chỉnh tăng giá từ 1.354.000.000 lên là 1.388.000.000. Và ngoài ra thì lần nâng cấp này Toyota Việt Nam còn cho ra hai phiên bản Legender, tạm dịch là huyền thoại đó. Thì hai phiên bản Legender bao gồm là phiên bản Legender 1 cầu 2.4 máy dầu thì sẽ có mức giá là 1.195.000.000 đồng, và phiên bản cao cấp nhất của Fortuner là phiên bản Legender 2.8 2 cầu số tự động sẽ có mức giá là 1.426.000.000 đồng. Thì đây, theo Tô thì phiên bản Legender 2 cầu sẽ phù hợp với những quý khách hàng nào có điều kiện tài chính tốt, có đam mê và số lượng sẽ bán ra không nhiều. Tuy nhiên là rõ ràng với việc chia ra 7 phiên bản dành cho đáp ứng được tất cả các nhu cầu của khách hàng, từ việc kinh doanh dịch vụ cho đến đi lại gia đình, cũng như là cuối cùng là vấn đề đam mê, gọi là chịu chơi của khách hàng, thì Toyota Fortuner theo tôi nghĩ sẽ tiếp tục thống trị phân khúc SUV cỡ trung tại thị trường Việt Nam. Và sau đây thì tôi xin phép sẽ đi sâu vào giới thiệu các cái điểm thay đổi ở trên phiên bản 2.4 máy dầu 1 cầu số tự động. Còn lại các phiên bản khác thì tôi xin phép với anh chị khách hàng là sẽ lần lượt làm clip giới thiệu đến các anh chị khách hàng ở vào những video lần sau. Nếu như quý anh chị đang quan tâm đến Toyota Fortuner nói riêng và các sản phẩm khác của Toyota thì anh chị hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Tô, đó là số 0907008855. Thì với kinh nghiệm bán hàng hơn 7 năm tại Toyota thì Tô sẽ giúp cho quý anh chị lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình, cũng như tư vấn nhiệt tình miễn phí và đồng thời đảm bảo cái mức giá bán là hợp lý nhất trên thị trường. Rồi, một lần nữa số điện thoại của tôi là số 0907008855. Quý anh chị hãy gọi liên hệ trực tiếp cho tôi. Cảm ơn quý anh chị. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết các cái thay đổi trên chiếc Fortuner máy dầu 1 cầu số tự động này. Vâng, và sau đây thì em tôi xin phép được
giới thiệu về phần đầu xe của chiếc Fortuner máy dầu một cầu số tự động. Thì trên tất cả các dạng sản phẩm của Fortuner thì chúng ta sẽ có phần thay đổi về thiết kế ngoại thất. Đầu tiên đó là lưới tản nhiệt thì được thiết kế lại với mở rộng hơn về phía dưới, cũng như là cái hình dáng thiết kế của lưới tản nhiệt được thay đổi và sơn đen thay vì màu sơn bạc, sẽ tạo nên cái sự cá tính hơn và nhìn ngầu hơn ha. Tiếp theo nữa là anh chị thấy hai cái thanh nẹp mạ chrome to bản và rất là tăng thêm cái nét sang trọng và mạnh mẽ cho chiếc xe, tạo điểm nhấn cho phần đầu xe. Điểm nâng cấp ở đây là chúng ta sẽ có cụm đèn. Cụm đèn bây giờ Toyota Fortuner ở trên tất cả các sản phẩm đều được trang bị đèn LED kiểu bóng chiếu projector, và cho cả đèn chiếu xa và chiếu gần, như vậy chúng ta có đèn bi LED projector. Ngoài ra thì trên phiên bản máy dầu cũng được nâng cấp thêm đèn LED ban ngày. Và ở đây có một thiết kế mới ở cụm đèn, đó là một cái thanh mạ chrome, thanh nẹp mạ chrome trang trí cho dải đèn, nhìn rất là đẹp ha. Rồi chúng ta cũng được nâng cấp thêm đèn sương mù, cũng chuyển sang là đèn sương mù dạng LED. Và cụm đèn của Toyota Fortuner máy dầu số sàn và số tự động bây giờ cũng đã được nâng cấp lên là có chế độ auto on off, cũng như là tự động điều chỉnh góc chiếu theo tải trọng, hệ thống ALS đều có hết ha anh chị ha. Đó, cùng với là việc tích hợp thêm đèn chào mừng cho phiên tất cả các phiên bản Fortuner. Rồi bây giờ chúng ta cũng thấy ở đây phần đầu xe sẽ được trang bị thêm cảm biến góc, phần cảm biến ở hai góc ha. Rồi như vậy là phần đầu xe Fortuner được thiết kế lại và đồng thời nâng cấp cụm đèn full LED với công nghệ điều chỉnh, với công nghệ là auto on off và tự động điều chỉnh góc chiếu, đồng thời là trang bị thêm các cái cảm biến góc để giúp chúng ta, hỗ trợ chúng ta tốt hơn trong quá trình lái xe. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi như qua phần bên hông ha. Vâng, thưa quý anh chị, tiếp theo chúng ta chuyển sang phần bên hông. Thì đầu tiên tôi sẽ nói qua về kích thước của chiếc Fortuner này. Đây là một chiếc SUV khung gầm rời. Lưu ý anh chị, đây là chiếc khung gầm rời. Thì trên thị trường hiện nay nó đang có các SUV khung gầm rời, bao gồm là Toyota Fortuner nè, Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport. Đó là những cái chiếc SUV khung gầm rời ha. Thì với đợt nâng cấp lần này thì về kích thước, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của Fortuner vẫn giữ nguyên. Chiếc Toyota Fortuner có chiều dài là 4795 và chiều ngang là 1855 và chiều cao là 1835. Như vậy là về kích thước so với thời trước là giữ nguyên. Tuy nhiên có một điểm thay đổi, đó là cái khoảng sáng gầm xe đã được nâng lên từ 219, bây giờ là khoảng sáng gầm xe của Toyota Fortuner cao đến 279. Như vậy Toyota Fortuner có thể nói là một chiếc SUV có cái khoảng sáng gầm xe thuộc hàng là cao nhất trong phân khúc, và tới 279 mm. Đối với tất cả phiên bản máy dầu một cầu và máy xăng một cầu thì chúng ta vẫn giữ nguyên cái mâm, vẫn là mâm xe 17 inch. Rồi tuy nhiên là đối với phiên bản hai cầu và phiên bản Legendary thì chúng ta sẽ có mâm 18 inch và thiết kế mới. Tại sao tôi lại chọn bên phía bên này để giới thiệu với anh chị là bởi vì bây giờ chúng ta đã thấy là trên chiếc Fortuner sẽ có chìa khóa thông minh. Đối với phiên bản máy dầu số tự động, đây là có cái nút nhấn mở khóa thông minh và chìa Smart Key ha, khởi động nút bấm. Đây là một nâng cấp tiếp theo của chiếc Fortuner. Và cái điểm đặc biệt hơn rất là đáng chú ý thưa anh chị, đó chính là đây là bên phía ghế hành khách. Tuy nhiên là ghế hành khách của chiếc Fortuner được trang bị lên đến chỉnh điện 8 hướng, tương y hệt như là ghế lái luôn. Như vậy là ghế lái là cũng chỉnh điện 8 hướng và ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng. Như vậy có thể nói vui rằng bây giờ chiếc Toyota Fortuner sẽ có hai cái ghế lái ha, hai ghế lái. Thì như vậy phần bên hông xe chúng ta có những nâng cấp, đó là chúng ta có tay nắm cửa mạ chrome và hệ thống ra vào xe thông minh Smart Key. Đồng thời là cái gầm xe được nâng cao hơn đến 60 mm lên 279 mm. Rồi chúng ta đi ra phía sau. Vâng, bây giờ thì chúng ta đã ở phía sau của Fortuner và
Quý anh chị thấy là cũng ở phía sau cũng có vài cái điều chỉnh nhỏ, tinh chỉnh lại cái phần phía sau. Tuy nhiên là nó cũng không có nhiều khác biệt. Thì chúng ta vẫn có một cụm đèn hậu LED được thiết kế kéo dài từ bên hông ra phía sau, trông nó rất là sắc sảo ha, nhìn rất sắc sảo và nhìn nó hiện đại. Đó. Bây giờ thì chúng ta có là xe sẽ được trang bị hai cảm biến lùi và hai cảm biến gốc. Như vậy chiếc Toyota Fortuner bây giờ được trang bị đầy đủ 6 cảm biến cũng như là camera lùi tích hợp cho dòng xe Fortuner máy dầu, số tự động và số sàn đều có camera lùi. Và tất cả các xe đều có DVD, có camera lùi và có 6 cảm biến. Vâng, thưa quý anh chị, thì đối với phiên bản máy dầu một cầu thì chúng ta vẫn trang bị là cốp mở điện nhưng mà là cốp cơ ha. Còn đối với phiên bản hai cầu thì chúng ta sẽ có cốp chỉnh điện và có đá cốp. Thì cái phiên bản đó thì tôi sẽ làm video sau. Đối với phiên bản này là cốp mở cơ, tuy nhiên là có trang bị cốp hít. Đây, thì khi mà chúng ta mở cửa như thế này thì cốp sẽ tự động hít vô ha. Đây, tôi làm lại cho anh chị xem một lần nữa. Đây, khi mà chúng ta đóng cốp xuống mà không may chưa có kính thì cốp sẽ tự động hít. Đó, hít vô. Tính năng cốp sau tự động hít như thế này thì sẽ giúp cho chúng ta tránh được cái trường hợp là bề đóng không có chặt và bị quên và gây hết bình. Đó là một cái nâng cấp nhỏ nhưng cũng khá hay mà tôi muốn giới thiệu đến quý anh chị. Rồi, đấy. Như vậy là về phần ngoại thất, chúng ta vừa điểm qua những cái thay đổi trên Fortuner máy dầu một cầu số tự động. Bây giờ thì xin phép mà xin mời quý anh chị chúng ta vào trong phần nội thất. Tiếp theo thì tôi sẽ điểm nhanh cho anh chị một vài cái điểm thay đổi về phần nội thất ở trên Fortuner máy dầu một cầu số tự động. Đây, thì bây giờ chúng ta vẫn có hộp số tự động 6 cấp và anh chị thấy là vô lăng của Fortuner máy dầu một cầu số tự động được trang bị vô lăng bọc da nè, màu đen, ốp gỗ, vân gỗ thì cũng tối màu ha, chuyển sang màu đen, tối màu, không phải màu đỏ như trước kia. Chúng ta thấy có nâng cấp ở đây là lẫy chuyển số trên vô lăng và cái cruise control, hệ thống ga tự động cruise control đã được trang bị cho phiên bản máy dầu một cầu. Rồi, đối với đầu DVD thì đối với phiên bản này vẫn sử dụng đầu DVD cảm ứng 7 inch như cũ ha. Tuy nhiên là một điểm nâng cấp tiếp theo nữa là Fortuner máy dầu số tự động một cầu đã được nâng cấp hệ thống điều hòa trở thành điều hòa tự động. Và Fortuner thì trang bị điều hòa tự động hai dàn lạnh, các bạn có dàn lạnh ở đây và dàn lạnh phía sau, như vậy sẽ đảm bảo mát, đảm bảo là điều hòa làm lạnh và sâu cho tất cả các vị trí ghế ngồi. Như một thay đổi mà tôi nghĩ là sẽ làm hài lòng khá nhiều khách hàng, đó chính là xe đã được trang bị The Start Top. Phiên bản trước thì bị khách hàng phàn nàn đó là chỉ trang bị chìa khóa cơ, thì bây giờ đã được nâng cấp lên. Đồng thời chúng ta ở đây cũng có nâng cấp lên luôn là gương chiếu hậu trong xe Auto On Off. Đó, đó là nhiều tính năng được nâng cấp mà giá bán lại được điều chỉnh giảm. Như vậy là chứng tỏ Toyota Việt Nam cũng đã lắng nghe rất là nhiều từ phía phản hồi của khách hàng, anh chị ha. Đấy, bây giờ thì chúng ta có ghế lái bọc da màu đen. Nói chung là ghế ngồi trong xe được bọc da màu đen và chúng ta có ghế lái chỉnh điện 8 hướng và ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng. Như vậy bây giờ Toyota Fortuner đã trang bị rất nhiều tính năng mà có thể nói, không thể nói là xe Toyota không có gì nữa, đúng không anh chị? Một nâng cấp tiếp theo mà theo tôi nghĩ sẽ rất là đáng giá, đó chính là hiện nay trên tất cả các phiên bản Fortuner, hệ thống lái đã được nâng cấp từ hệ thống lái trợ lực thông thường sang hệ thống lái trợ lực biến thiên theo tốc độ. Đây là một cái nâng cấp để giúp tăng thêm cái trải nghiệm lái của khách hàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ có vô lăng nhẹ nhàng hơn khi chúng ta đi ở tốc độ thấp và đầm chắc hơn khi chúng ta di chuyển ở đường cao tốc ở tốc độ cao. Đây là cái điểm mà khắc phục cái điểm yếu của Fortuner trước kia khi mà chúng ta sử dụng trợ dầu, đó chính là quá nặng khi mà chúng ta di chuyển ở trong phố và trở nên nhẹ khi mà chúng ta chạy đường cao tốc. Đây là một cái điểm mà cho thấy Toyota đã biết lắng nghe khách hàng hơn và đã nâng cấp để phù hợp hơn với điều kiện sử dụng hiện nay.
Đấy, như vậy là bây giờ chúng ta có hệ thống trợ lực dầu biến thiên theo tốc độ ở lần nâng cấp này các anh chị nha, cho tất cả các phiên bản Fortuner. Rồi, sau đây thì Tô sẽ di chuyển qua hàng ghế thứ hai nha anh chị. Vâng, thưa quý anh chị, thì Tô đang ở hàng ghế thứ hai của Fortuner, và hàng ghế thứ hai của Fortuner thì có cho cái vị trí ngồi cực kỳ là thoải mái ha, trần xe cao, ghế có khả năng gập 60-40, có nghĩa là gập đây, ghế có khả năng là điều chỉnh tựa lưng ghế và có khả năng là trượt, chỉnh cơ bốn hướng rất là tiện lợi, ngồi thoải mái và rộng rãi đối với hàng ghế thứ hai. Đặc biệt là hàng ghế thứ hai của Fortuner cũng được trang bị tựa tay, giúp cho chúng ta nghỉ ngơi thoải mái trên những cái hành trình dài đó. Rồi, đó, ngồi rất thoải mái anh chị ha. Ngoài ra thì chúng ta cũng có hàng ghế thứ ba cho hai người, như vậy là chúng ta có xe Fortuner là một chiếc SUV 7 chỗ dành được cho cả 7 người lớn. Cái điểm nâng cấp ở hàng ghế sau này thì tôi sẽ xin phép giới thiệu với anh chị luôn ở đây. Chúng ta có một cái cổng sạc, cổng lấy điện 12V 120W ở đây. Ngoài ra thì Toyota trang bị luôn một tính năng khác nữa, đó là cái cổng lấy điện xoay chiều 220V luôn thưa anh chị. Đó, 220V điện xoay chiều, nhưng là giống như điện ở nhà chúng ta sử dụng đó. Thì chúng ta có cái ổ cắm ở đây. Đó, một tính năng tôi nghĩ khá là hay ha. Giúp cho chúng ta có thể cắm những cái dụng cụ như là cái sạc laptop hoặc là sạc điện thoại trực tiếp vào đây, mà không cần phải trang bị thêm cái củ sạc chuyển đổi. Chúng ta có thể cắm sạc điện thoại vào đây, sạc laptop vào đây để sạc. Đấy là những cái tính năng nâng cấp trên chiếc xe Fortuner máy dầu 2 cầu số tự động. Rất là thiết thực và cho khách hàng, và giúp ta cho chúng ta có thêm nhiều tiện nghi và cho chiếc xe của mình. Rồi, đối với phần vận hành thì đối với phiên bản máy dầu 2.4 này, chúng ta được trang bị động cơ diesel dung tích 2.4 lít với turbo tăng áp cánh biến thiên VNT cho công suất 147 mã lực và mô men xoắn lên đến là 400 Nm. Đó, thì khối động cơ này là khối động cơ giữ nguyên so với phiên bản trước. Với động cơ diesel của Toyota thì cho khả năng vận hành cực kỳ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp thì chiếc xe Toyota Fortuner sẽ đáp ứng được các cái yêu cầu vận hành khắc nghiệt nhất tại thị trường Việt Nam. Về các tính năng an toàn thì hiện nay Toyota Fortuner được trang bị tất cả các tính năng an toàn tiên tiến nhất hiện nay, như là chúng ta về phanh, chúng ta sẽ có là cụm phanh đĩa cho phía trước và phía sau với bộ ba hệ thống an toàn về phanh là ABS, bao chống báo cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD và hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA. Ngoài ra thì xe được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo TRC và thống ổn định thân xe, hay còn gọi là cân bằng điện tử VSC. Đối với an toàn bị động thì xe được trang bị dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các vị trí ngồi, đồng thời là trang bị lên đến 7 túi khí. Và ngoài ra đối với các phiên bản cao cấp như là hai phiên bản máy dầu 2 cầu sẽ được trang bị thêm hệ thống Toyota Service Sense, đó là các cái hệ thống an toàn tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay của Toyota. Vì vậy là bây giờ quý vị các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về các cái tính năng an toàn trên xe Toyota Fortuner. Vâng, thưa quý anh chị khách hàng, thì trên đây tôi đã vừa giới thiệu nhanh cho quý anh chị tất cả giá bán của tất cả các phiên bản Fortuner trong đợt nâng cấp vừa rồi, cũng như là đi sâu vào chi tiết phiên bản Fortuner 1 cầu số tự động 2.4. Nếu quý vị khách hàng và anh chị đang quan tâm đến Toyota Fortuner cũng như là tất cả các sản phẩm của Toyota, thì xin quý anh chị khách hàng hãy liên hệ trực tiếp đến số hotline của tôi, số 0907008855. Rất cảm ơn quý vị khách hàng đã dành thời gian theo dõi video trên đây của tôi, và hẹn gặp lại quý chị khách hàng ở những video lần sau. Xin trân trọng kính chào.